Hello, xin thân ái chào anh chị các bạn. Mình xin giới thiệu lại cái box bên mình cung cấp nó có gì đặc biệt nha, mà mình quảng cáo trong những video trước. Rồi, đây là hình thức cái box. Thì cái box thì các bạn đừng có quá quan tâm về vấn đề, nó giống nhau hết. Thị trường có rất nhiều loại giống nhau. Box này là RAM 2GB, ROM 16. Rồi, thì khi mở box lên thì chờ một lát, box thiết lập ban đầu nó sẽ lên như thế này. Nó lên á, các anh chị bình tĩnh là nó chưa có cái ứng dụng YouTube. Các bạn đợi một lát, đợi tầm khoảng cỡ vài phút. Chưa cần đăng nhập vô mạng, hoặc là chúng ta đăng nhập vô mạng đi. Tự động cái ứng dụng YouTube nó sẽ được sắp xếp lên trên này. Mới đầu là nó có 1, 2, 3, 4 thôi, không có YouTube. Rồi bây giờ mình sẽ dùng remote, mình nhập wifi cho nó nha. Nhập wifi cho nó. Thì sẵn đây mình hướng dẫn sơ sơ. Các anh chị các bạn dùng remote bấm qua. Bấm qua cái bánh răng cài đặt. Thì sẽ thấy bên này nó vô ngay cái ô mạng internet. Chúng ta bấm vào mạng. Nó hai ban tầng, 5GB và 2.4. Thì cái này nó có chuột bay luôn. Chúng ta có thể dùng chuột bay đây để nhập. Mật khẩu nhà mình là sao? 101 Thanh. Đó, mình giấu bớt. Rồi quay qua đây. Các bạn đợi một xíu là nó sẽ nhập vô. Rồi, đó. Đang kết nối với Olala. Box này có gì đặc biệt, em sẽ hướng dẫn anh em kết nối vô vậy là xong thôi. Thì âm thanh rất là hay. Rồi, xong rồi chúng ta dùng cái mũi tên quay lại, hoặc là cái home đây cũng được. Đây, giờ cho nó lấy nét cái home này, chúng ta bấm nút home, trở về. Và quay lại cái ứng dụng YouTube. Ứng dụng YouTube, này, mở nó lên. Chúng ta chọn đại một bài, hoặc là để về cũng được, chúng ta tìm cũng được. Cái hay của nó này, đây, ví dụ mở đại đi. Cái hay của nó là tìm kiếm cái giọng nói nó không có đồ lại, và trong khi đang chạy video thì nó không có dừng. Đây, video đang chạy nè, đúng không? Đó, chờ hết quảng cáo. Video này đang chạy, bỏ qua quảng cáo. Ok, thì chúng ta tìm kiếm, nhấn nút đỏ này tìm kiếm. Ví dụ như là karaoke chờ đông đi. Karaoke chờ đông. Đó, nó tìm kiếm và nó xuất hiện, chứ nó không có. Giờ mình nói chưa xong á. Đó. Chờ đông, thấy không? Cái video kia vẫn chạy. Và chúng ta chọn kết quả ở đây, bấm ok. Đó, tìm kiếm bài khác. Karaoke nếu một ngày không bao giờ có một tiếng nào là nó không có nói cái kiểu mà tôi đã hiểu và sau đây là một số kết quả dành cho bạn. Cái này nó không có vấn đề đó, đã xử lý rồi. Rồi bây giờ tới âm thanh nè, âm thanh hay nè. Tiếng ồn màu hồng Tuấn David. Mình tìm cái video của, tức là Binoy là tiếng đôi tiếng ồn màu hồng. Rồi cắm cái dây âm thanh vô cho các bạn nghe bằng mắt. Âm thanh cực kỳ. Đấy, khi qua âm thanh là chúng ta cắm cái dây 3.5 này nha, chứ không phải với cái HD. HD nó vẫn qua âm thanh trên TV bình thường, qua trên TV bình thường, nhưng mà mình chỉ xem phim mà thôi. Còn âm thanh mà để qua dàn cho thuê là chúng ta phải cắm vào đây. Đây, âm thanh rất chuẩn luôn anh em. Rồi ok, âm thanh ok. Đó, nó loa sáng. Đấy, hỏi là con box này có gì đặc biệt, xin trả lời là tốc độ nhanh, tìm kiếm giọng nói bằng mót, kết nối bằng điện thoại với box, đã khóa cái chức năng kết nối bằng wifi. Tại sao phải khóa cái chức năng kết nối bằng wifi? Nó rất là bất tiện. Ví dụ cái box này mình đăng nhập vào wifi nhà khách, đúng không? Khách nó có wifi, mình đăng nhập đỡ bớt cái tiền 3G, 4G của mình. Rồi tất cả các điện thoại nào mà kết nối trong cái mạng wifi nhà khách đó, nó sẽ tự động đăng nhập được, nó thấy được cái TV của mình, cái box của mình nó đăng nhập vào là nó bắn video lên, hoặc là đang phát nó tạm dừng, nó chuyển bài, nó rất là cực, rất là ức chế. Cái box này đã bỏ cái chức năng đó,
các bạn kết nối chỉ các bạn một hình thức, đó là liên kết mã. Liên kết mã là nó tính theo mạng internet có là điều khiển được. Có nghĩa là cái điện thoại này nếu đã kết nối với cái box này rồi thì mình bán về cho các bạn ở trong tít, trong phu đảo Phú Quốc, các bạn chỉ cần mở nó lên thôi là chiếc điện thoại mình có mạng sẽ bấm bài chuyển bài hoặc là biết bạn đang mở bài gì luôn. Ok, rồi bây giờ thử tìm bài khác nè. Cái màn hình nó ngủ á, nó ngủ xuống để cho cái video này tiếng ồn bên noi tới 2 tiếng luôn. Karaoke cung đàn mùa xuân. Quá, chưa chạy. Karaoke cung đàn mùa xuân. Đây, không, nó không bao giờ nó nói một tiếng nào hết. Đó. Ok chưa? Rồi, ok. Còn sẵn có một cái nữa mình để mình chia sẻ sau. Chia sẻ video live sau. Rồi đó, bóc chạy rất là nhanh. Nghe là chúng ta muốn bài gì bấm trên cái bóc nói này hoặc là trên điện thoại thì mình, các bạn dùng điện thoại thì các bạn biết rồi, rất là dễ. Karaoke tàu anh qua núi Tông Nam. Không bao giờ có tiếng. Rồi, ok. Rồi, ok. Cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video nha. Anh chị các bạn có nhu cầu ủng hộ, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở trên đầu. Trên màn hình đó. Thì mình sẽ bán cái giá cao hơn giá thị trường. Không phải là bán đắt, phù hợp với cái giá trị và cái sự hậu mãi và cái sự tìm kiếm bản ROM của bên mình. Bản ROM tức là cái bản nằm nào mà nó âm thanh nó phải chuẩn, phải hay, làm nhạc mà, chuyên làm nhạc mà nó không có cái con cái robot tự nói, Google tự nói là tìm kiếm bài ABCD. Vâng, tôi hiểu rồi, sau đây là một số kết quả dành cho bạn. Đó, bỏ cái đó rồi. Rồi, cảm ơn chị các bạn theo dõi video nha.